Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The Bold New Camry. The Jungle Resort and Casino. Tèo Thai Club 714-983 Võ Xe hay 714-983-8693 chợ Đông Ba với các món ngon xứ Huế 714-891-8028. Mai Phương Beauty and Wellness Center, xăm phun thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 714-839-8121 839-8121. Quý vị đang theo dõi phần tin tức của Little Sài Gòn TV. Hồi nãy anh Tuấn có hỏi là không biết ở Mỹ này hoạt động như thế nào, thì anh Tuấn cũng biết là có một số hình ảnh đã gửi đến anh Tuấn rồi. Yeah. Nhật báo Người Việt trong một bài video họ cũng quay được chuyện hoạt động trên đất Mỹ trên mạng YouTube. Tôi mới tìm thấy đây. Ở đất Mỹ có hoạt động, nghĩa là bất cứ nơi nào mà có người Việt di cư từ miền Bắc hoặc là đến nơi nào đó, họ cũng muốn cái chuyện hoạt động. Như chúng tôi đã nói, đó là một cái chuyện tâm linh. Vấn đề là tâm linh và tôn giáo, tín ngưỡng. Cho nên có những người không tín ngưỡng thì họ nói đây là cái chuyện dị đoan, ma mê tín rồi đồng bóng. Nhưng mà đối với những người tin tưởng thì đó là một cái chuyện rất là bình thường. Thay vì chúng ta đi nhà thờ, thay vì chúng ta đi chùa, chúng ta cũng cúng lễ, phải không ạ? Thì chuyện hầu đồng cũng là cầu nguyện để tất cả những người thánh thần hỗ trợ cho đời sống của người dân, cộng đồng, thì cái chuyện đó cũng tốt thôi. Nhưng mà cái điều đó, trước đây thì Đảng Cộng sản chống lại cái chuyện mê tín. Yeah. Nhưng mà quý vị biết giờ đây đó, họ lại là cái người mê tín nhất trên thế giới này. Và cái chuyện hầu đồng đó, thậm chí chúng tôi nhìn thấy những cái đoạn video đó là được cả cái chủ tịch ủy ban của xã đó đến tham dự đồng luôn. Ông cũng mê đồng luôn nữa. Yeah. Bà vợ nói anh mà không đi là em sẽ bỏ anh luôn. Chính vì thế mà ông phải đi. Bà vợ đã bà ngồi bà nhìn hả? Cái cặp mắt mà mê luôn. Yeah. Cho nên đây là cái chuyện vấn đề tín ngưỡng thôi, thưa quý khán thính giả. Rồi anh Tuấn có cho biết đó, là ở tại Việt Nam rồi cái đền thờ tổ của Hoài Linh đang là một cái chuyện tranh chấp, nhưng bây giờ đã được giải quyết rồi hay sao? Dạ vâng, như vậy là số phận của đền thờ tổ Hoài Linh như thế nào? Trong những ngày tháng vừa qua quý vị cũng đã nghe phần tin tức, nào là Hoài Linh phải dỡ bỏ, nào là phải nộp phạt rồi như thế nào. Trên bản tin trên mạng VN Express cho chúng tôi biết chỉ mới một mặt bề nổi thôi, đó là Hoài Linh phải nộp phạt khoảng gần 6,5-7 triệu đồng tiền mà không chịu làm giấy phép để chuyển đổi cái khu đất quận 9 này từ đất nông nghiệp trở thành đất có thể xây nhà. Nhưng mà bề mặt ở phía sau mà chúng tôi đọc và đọc trên tất cả các trang mạng từ trong nước và kể cả ngoài nước cho biết là số tiền mà Hoài Linh phải bỏ ra cho ngôi đền này, chi phí để chuyển đổi giấy tờ thôi thưa quý vị, lên tới con số trên dưới 10 tỷ đồng Việt Nam. Yes. Tức là rất là nhiều tiền. 6 triệu chỉ là cái số tiền mà nộp phạt mà thôi thưa quý vị. Và bởi vậy nên có rất nhiều những cái giới chức quan chức bên Việt Nam đã ra mặt về những cái ngôi đền này. Trong khi đó thì rất là cảm động, trong một cái video mà Hoài Linh chia sẻ trong một chương trình truyền hình đó, anh ta nói là dù có chết anh ta cũng sẽ làm tới cùng. Em làm ngày nay, em chết ngày mai em cũng sẽ làm. Em không phải là ngại việc khán giả nhàm chán em, mà em trở lại với cái nghề của em. Những cái nào đã nuôi em ngay từ ngày đầu thì em sẽ nhớ. Và khi em đã hoàn thành được tâm nguyện của em sẽ làm điều đó. Và đó là những lời chia sẻ của nghệ sĩ Hoài Linh về đối với ngôi đền thờ tổ nghiệp này có giá trị, anh Tân. Những cái thông tin gọi là cho biết lên tới 100 tỷ đồng Việt Nam, tức là 5 triệu đô la. Gần 5 triệu đô la. Thưa quý khán thính giả, hồi nãy trong phần tin lúc đầu chúng tôi nói vừa nghe được một cái nghiên cứu rất là hay liên quan đến chuyện hạnh phúc. Trong lúc mà chúng tôi nói thì bài hát là Happy, bài hát hạnh phúc của Pharrell Williams được gửi đến quý vị để mà cho thấy như thế nào. Họ nói đó, lúc mà quý vị cảm thấy hạnh phúc quá, coi chừng quý vị dễ đi đánh bạc hay là mua sổ số hoặc là tham gia vào những cái chuyện mà cá cược lắm. Really? Yep, họ nói đó. Thường đó là khi chúng ta hạnh phúc chúng ta lại thích tiêu tiền. Dạ đúng rồi. Cho nên họ đo lường cái thời điểm
về thời tiết nha. Cái thời tiết nó quan trọng lắm. Một cái mà ngày mà mây mù ảm đạm á, cái số bán lottery á, nó thấp hơn nhiều so với một ngày nắng và một cái ngày cuối tuần đẹp tuyệt vời. Một cái ngày nắng cuối tuần á, lại là lúc mà mọi người hân hoan. Đó là lý do tại sao người ta thích đi Las Vegas vào những ngày thứ 6, thứ 7 lắm. Ngoài cái chuyện mà cuối tuần họ có một cái ngày nghỉ, nhưng mà cái ngày thứ 6 trở đi rồi, ai cũng muốn đi Vegas hết. Bởi sao? Thứ 6 rồi, ai cũng được thân hoan hết. Và càng nghĩ tới cái chuyện Vegas, họ càng muốn đi. Mà lên trên đó vui. Mà khi vui anh, lên tự nhiên thấy đồng tiền nó nhỏ lại. Đó là như thế. Và lên trên đó rồi đó là bao nhiêu người mà không có máu cờ bạc cũng muốn thử vận đỏ đen. Và họ hạnh phúc, họ càng thử vận đỏ đen nữa. Đó là những cái diễn biến. Cho nên họ nói rằng hôm nay hình như em thấy anh Thủy vui hơn mọi khi. Tôi vui hơn mọi khi hả? Chắc không phải đâu. Bởi vì sao? Sáng nào tôi cũng vui hết á. Sáng nào mà đến với khán giả là tôi vui rồi. Quý vị có thấy rồi, bây giờ bắt tôi buồn không? Ngoài trừ những cái bản tin mà nó gây bực mình thôi, tôi có thể nói rằng là đưa ra những cái lời lẽ thâm tệ chửi rủa. Chẳng hạn như cái chuyện của cái người phụ nữ mà, thưa quý vị, mà chặt đầu đứa bé đó. Làm sao mình có thể vui được nghe cái bản tin này? Cho nên nếu quý vị nghe tin tức mà quý vị vui đó, quý vị có nhiều khả năng đi mua sổ số, vé số hơn. Là quý vị, ngay cái người phụ nữ này, cái tên đó là bà là người Uzbekistan, thưa quý vị. Bà có cái tên rất là lạ đó, là Bobokulova. Bobokulova. Cũng khó đọc anh. Bà khó đọc. Mới đầu đó, anh Tuấn, hồi anh Tuấn nhớ loan tin đó, thì nói là vấn đề giận dỗi chồng con. Ghen tương chồng con, cho nên bà chặt đầu của gia đình mà người đó, người ta đã nhận bà làm vú em suốt 2 năm trời. Thế nhưng tin tức mỗi một ngày nó lại khác biệt. Mới đầu đó thì người ta nghĩ là bà bị tâm thần. Nhưng ngày hôm nay trong cái lời khai của bà đó, thì bà nói: tôi chặt đầu đứa bé để phản đối hành động của Tổng thống Putin tấn công Syria, tấn công vào ISIS. Cho nên bà công nhận bà là một kẻ khủng bố ISIS. Bà cầm đầu đứa bé đi tới đi lui chuột trạm xe điện của Nga và tuyên bố: tao là terrorist, tao là kẻ khủng bố đây. Mà trước đây các cơ quan đã điều tra là bà không có liên quan gì hết về đường cho nên dây. Họ nói đa số có thể bà bị tâm thần. Nhưng mà cái tâm thần này đó, bây giờ đó khi bà khai như thế thì đâm ra bà là một người tỉnh thức. Bà tỉnh táo để bác khai ra là bà chủ đích, tức là cái hành động giết người này có chủ đích. Bà mặc cả một cái bộ áo đen trùm đầu cho đến chân rồi giết đứa bé này, không phải vì đứa bé có tội tình của bé sẽ gì cả. Bà chỉ muốn dùng đứa bé làm một cái bằng chứng để trả thù Tổng thống Putin thực hiện những cái việc oanh tạc nhắm vào ISIS ở Syria. Cho nên đó là những cái chuyện mà chúng ta thấy rằng là phải lên án cái hành động quá ư là tàn ác. Mang đứa bé ra. Mà tội nghiệp đó, quý vị. Bố mẹ của em thương em đến độ đó là biết em sinh ra bị tàn tật suốt đời nhé. Em nằm một chỗ, em không làm được gì hết á. Đứa bé có 3 tuổi, đứa bé gái nha quý vị. Và họ có tiền, cả hai vợ chồng đi làm và mướn thuê người vú em này về chăm sóc. Vậy mà khi về nhà, hôm cuối tuần vừa qua là thấy xác của con chỉ không đầu luôn, không trong, có đầu trong căn chung cư. Mà sau khi giết đứa bé này, bà nổi lửa đốt căn chung cư luôn nữa, giống như nổi lửa để phi tang dấu tích vậy. Những hình ảnh mà quý vị đang sắp theo dõi đây, một ngày trước đó thì chúng tôi đã loan báo về những cơ quan cứu hộ đã tìm thấy một xác ướp của một người đàn ông ở trên một chiếc tàu cá nhân bên cạnh một chiếc radio. Thì tin tức mới nhất cho chúng tôi biết là người đàn ông này không phải chết từ cách đây vài năm trước mà mới chết một tuần mà thôi. Các nhà khoa học mới chết một tuần mà thôi. Các nhà khoa học đến và người ta bắt đầu nghiên cứu lý do vì sao chỉ mới một tuần mà thân thể của ông ta giống như là một xác ướp đã chết cách đây vài năm. Như vậy là ông uống một cái loại thuốc gì đó vô cùng đặc biệt. Không, các nhà khoa học đã đo lường và chứng minh được cái khí hậu nhiệt đới cộng với muối biển mặn và không khí khô ở trên tàu này đã làm cho xác ướp rút hết nước của cây xác này ra, làm cho cái xác khô teo lại nhanh, thật là nhanh luôn, trong vòng một tuần. Không ngờ được trong vòng một tuần
một tuần thôi. Dự xét xác này chết một tuần thôi và đã trở thành một xác ướp. Người đàn ông này là người đàn ông gốc Đức đi trên chiếc tàu này chỉ với một mình sau khi mà bà vợ của ông ta bị mất vì vấn đề bệnh tật ung thư, thì ông ta mới buồn và dông thuyền đi khắp nơi trên thế giới. Đó là lý do họ giải thích tại sao cá khô và rong khô phơi ở ngoài biển khô ráo dưới nắng á, nó nhanh khô vô cùng và nó ngon hơn nhiều mà không cần phải ướp muối luôn nữa. Cái vị muối tất cả mọi cái là nó bám vào con cá và rong biển luôn, nhanh hơn trong đất liền. Dạ, anh ơi, anh nhắc cá khô mực khô mà em nhìn tới cái người khô này cũng hơi ớn thưa anh. Và như vậy đó là kể cả những cái loại mà thịt khô đó, mà nếu mà chúng ta làm khô ở ngoài biển á, nó cũng tốt hơn nhiều và nó tránh đi những cái loại mà vi trùng vi khuẩn luôn mà không cần ướp muối, không cần ướp muối. Muối biển và cái khí hậu khô rất là hay thưa quý vị. Đây là hình ảnh của một người phụ nữ, một lần nữa chúng tôi phải dùng những lời lẽ để chửi rủa thậm tệ. Đó là bà Shauna Burnett. Shauna Burnett có đứa con và khi gặp cảnh sát, đứa con nói I want a beer. Tôi muốn một chai bia. Người mẹ năm nay 42 tuổi đã bị cảnh sát bắt về cái tội truy tố là bỏ con, thờ ơ với con, không chăm sóc một đứa bé gái, để cho đứa bé gái này, và may mắn vô cùng là nếu đứa bé gái này 3 tuổi mà đã lọt vào tay của những kẻ dâm ô con nít thì chắc có lẽ cuộc đời của em tội nghiệp vô cùng. May mắn có người thấy đứa bé lang thang ở ngoài đường phố, gọi cảnh sát, và khi cảnh sát đến hỏi em muốn gì, thì em nói là I want a beer. Em muốn một chai bia. Ngay lập tức họ tìm đến em, hỏi em có biết nhà em ở đâu không, thế là em chỉ về cái hướng nhà, thế là họ chạy tới bắt luôn người phụ nữ này. Bây giờ giữ đứa bé cho sở xã hội chăm sóc thưa quý vị. Chúng tôi mời quý vị trở lại với Little Sài Gòn TV chiều hôm nay lúc 5 giờ theo dõi các bản tin cập nhật trong ngày quý vị nhé, và đồng thời trở lại vào sáng ngày mai cũng cà phê sáng và thời sự quốc tế trong ngày. Và kính chúc quý vị một ngày thứ năm thật an lành.